Hello mọi người, mình là Thương Bìm từ blog Yogi Travel VN đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một bài tập Hatha 40 phút, là bài thứ 3 nằm trong chuỗi bài tập yoga dành cho người mới. Hatha yoga là hình thức yoga với các chuỗi động tác đơn giản và nhẹ nhàng. Với tốc độ không quá nhanh của bài tập Hatha này sẽ giúp bạn tập trung được nhiều hơn vào việc hít thở và thư giãn. Bài tập này phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mới tập yoga, những người lớn tuổi, những người có vấn đề về di chuyển và phụ nữ mang thai. Nếu bạn chưa nắm rõ các động tác yoga đơn giản thì hãy xem qua các video trước của mình. Mình có hướng dẫn chi tiết cách tập và các lỗi thường gặp khi tập riêng từng động tác yoga. Nếu bạn đã biết rồi thì chúng ta hãy cùng trải thảm ra và bắt đầu thôi. Để bắt đầu, bạn ngồi lên giữa thảm, hai tay đặt lên đầu gối. Bạn có thể lắc nhẹ nhàng hai vai, tìm điểm nào mà bạn cảm thấy vai bạn thả lỏng nhất. Lưng giữ thẳng, lồng ngực mở rộng ra. Da trên khuôn mặt mềm và đỉnh đầu mềm ra. Giữ người ở tư thế ngồi thẳng, hai cánh tay mềm, các ngón tay lỏng úp nhẹ lên đầu gối. Tập trung vào việc hít sâu bằng mũi và thở ra bằng mũi. Cảm giác nhịp thở của bạn nhịp nhàng lên và nhịp nhàng xuống. Hơi thở của bạn dài và đều. Nhịp hít thở sâu và êm hơn. Rồi từ từ, bạn đặt tay trái lên bụng, tay phải đặt lên lồng ngực. Mình sẽ tập cách hít thở bằng hai thì. Hít vào, bạn nâng bụng lên, rồi mở rộng lồng ngực ra. Thở ra, bạn hạ lồng ngực nhẹ nhàng và hạ bụng xuống. Rồi lặp lại như vậy. Hít vào, phình bụng lên, nâng lồng ngực cao. Thở ra, hạ lồng ngực và hóp bụng vào trong. Cố gắng lặp lại như vậy thêm một vài nhịp nữa. Nhịp hít thở cuối cùng, hít vào, phình bụng và mở rộng lồng ngực lên. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, hạ từ trên xuống, hạ lồng ngực trước, rồi hóp bụng vào trong, đẩy sạch sẽ hết khí ra ngoài. Nhẹ nhàng hạ hai tay của bạn xuống đầu gối, quay lại nhịp thở bình thường. Từ vị trí ngồi thẳng, bạn thả lỏng vai phải của bạn về bên phải. Cố gắng để lỏng vai xuống và để cho lực hút trái đất kéo bạn xuống. Mềm ra, lỏng ra thêm chút nữa và hạ bàn tay phải của bạn dưới sàn. Thả lỏng ra thêm chút xíu. Rồi từ từ vươn tay trái, rướn theo mang tay và kéo giãn lườn bên trái của bạn ra. Đừng đổ người về trước hoặc ngửa người ra sau quá nhiều. Giữ người ở trên một mặt phẳng ngang. Tay trái vươn ra, lườn bên trái kéo căng một chút xíu. Và nhẹ nhàng hạ tay trái về đầu gối trở lại và ngồi thẳng lưng lên. Mình đổi bên, lỏng vai trái của bạn về bên trái, để lực hút trái đất kéo vai bạn xuống. Cảm giác nặng dần ra.
và nhẹ nhàng chống bàn tay trái xuống mép xuống thảm luôn. Thả lỏng vai trái xuống nhiều hơn. Từ từ bạn vươn tay phải xuôi theo mang tay, các ngón tay phải kéo dài ra, lườn bên phải kéo căng lên. Giữ ở đây, hít thở một chút. Nhịp hít thở cuối cùng, bạn nhẹ nhàng chống bàn tay trái, đẩy người lên, đưa tay phải về đầu gối trở lại và nhẹ nhàng quay về vị trí trung tâm. Ngồi thẳng lưng, đưa hai tay chắp trước lồng ngực. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo giãn người thẳng lên. Thở ra, vẫn giữ hai tay chắp, hạ từ từ xuống trước lồng ngực. Hít vào, vươn tay lên. Thở ra, hạ hai tay xuống. Tiếp tục, hít vào, vươn hai tay kéo dài người thẳng lên. Vươn thẳng cánh tay luôn. Và thở ra, hạ tay xuống trước lồng ngực. Nhịp cuối cùng, hít vào, bạn vươn tay kéo dài người giãn thẳng lưng lên. Rồi thở ra, nhẹ nhàng hạ hai tay về trước lồng ngực trở lại. Chậm chậm mở mắt ra, đặt hai tay lên đầu gối, rồi chống hai tay về phía trước. Hai bàn tay của bạn xòe, các ngón tay rộng bám xuống sàn. Hai đầu gối mở rộng ra bằng hông. Giữ cho cổ tay và vai vuông góc, đầu gối và hông của bạn vuông góc. Mình sẽ tập một vài động tác khép cao ở đây. Hít vào, hạ thắt lưng ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, cuộn tròn người kéo cằm vào lồng ngực, đẩy thẳng tay nâng vai lên. Hít vào, hạ eo ngẩng mặt, rướn cằm nhìn lên. Thở ra, cuộn tròn người cằm kéo vào lồng ngực, đẩy cao bụng. Hít, hạ eo vươn lên. Thở ra, đẩy căng eo, cuộn người vào. Hít vào, hạ eo, rướn người lên nhịp nữa. Rồi thở ra, cuộn sâu vào trong, đẩy thẳng tay, cầm kéo vào lồng ngực. Hít, hạ eo, nâng lồng ngực nhìn lên, cố gắng giữ tay thẳng. Và thở ra, đẩy thẳng tay, kéo lưng cao lên trời. Nhịp cuối cùng, hít vào, hạ thắt lưng, ngẩng mặt nhìn lên. Rồi thở ra, quay về vị trí trung tâm. Hóp bụng lại và giữ cho phần co, phần cơ bụng của bạn nâng lên, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Cảm giác lưng bạn hơi căng và kéo thẳng lưng của bạn ra. Đừng để thắt lưng của bạn bị lỏng xuống. Rồi từ từ chống hai cùi chỏ dưới sàn, đẩy hông ra sau, giãn dài lưng và giãn cánh tay dài ra. Hít vào, vươn về trước, nằm rạp xuống sàn, bụng, ngực cầm hạ xuống, chống hai tay bên cạnh lồng ngực, ép chặt thân sau. Mình tập động tác cobra rắn hổ mang. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, hạ bụng, ngực cầm xuống sàn. Lặp lại, hít vào, ngẩng mặt, đẩy tay, vươn người lên, lồng ngực mở về trước. Thở ra, rạp bụng, ngực cầm dưới sàn. Hít vào, nâng người, mở lồng ngực, nhìn lên, hơi khuỵu hai cùi chỏ một chút xíu. Rồi đẩy thẳng người ra sau, rạp hông xuống gót chân trong tư thế em bé. Giữ ở tư thế em bé một chút xíu, bám các ngón tay, hai bàn tay bám về đầu thảm, nhón mũi chân và đẩy thẳng hông ra sau trong động tác đau đó. Đẩy dài người và giãn lưng ra sau,
khuỵu nhẹ đầu gối bên phải, rạc người ra sau. Khuỵu nhẹ đầu gối bên trái, đẩy căng lưng về phía sau. Lặp lại lần nữa, khuỵu gối phải, rồi khuỵu gối trái. Rồi từ từ thẳng hai đầu gối, giữ tư thế Down Dog, ngẩng mặt nhìn về phía trước, bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thả lỏng vai, thả lỏng các cánh tay và thả lỏng các đầu ngón tay ra. Rồi nhẹ nhàng cuộn người, cuộn lật từng đốt sống, vươn lên, đứng lên đầu thảm, mở rộng vai ra. Mình bắt đầu chuỗi chào mặt trời, hít vào, vươn hai tay lên trời, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, rướn thẳng lưng, rạp dài người về trước, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song với mặt đất. Thở ra, rạp người xuống, bước chân phải của bạn ra sau. Hạ đầu gối phải xuống sàn, úp bàn chân sau, ngẩng mặt nhìn về trước. Hít, vươn hai tay cao lên trời, rướn dài người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, bám hai bàn tay nhón chân sau, nâng đầu gối sau, bước chân trước ra sau, động tác chỗ úp mặt. Hít vào, vươn về trước, plank, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm dưới sàn. Ngẩng mặt, hít sâu, nhìn lên, động tác rắn hổ mang. Nhón mũi chân, thở dài và đẩy ra sau, động tác đau đó. Đá chân phải cao lên trời, nhìn về trước và bước chân phải lên giữa hai tay. Ngẩng mặt nhìn lên, hạ đầu gối sau dưới sàn. Hít vào, vươn hai tay lên trời, xòe các ngón tay dài ra. Và thở ra, hạ hai tay dưới sàn, nâng đầu gối sau và bước chân trước ra sau, động tác đau đó. Vươn dài người về trước, plank pose. Hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm dưới sàn, úp chân sau. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, động tác rắn hổ mang. Nhón mũi chân và đẩy thẳng lưng ra sau, động tác chỗ úp mặt. Nhìn về trước, quỵ hai đầu gối, bước hoặc là nhảy lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thở ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song với mặt đất. Thở ra, rạp dài người xuống. Hít vào, mở rộng tay, vươn hai tay, rướn dài người lên luôn. Và thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực. Mình tập một chuỗi nữa cho chân bên trái. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên. Thở ra, rạp dài về trước, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp xuống, bước chân trái ra sau. Nhìn về trước, hạ đầu gối trái dưới sàn. Hít vào, hai tay vươn lên trời, kéo dài người. Thở ra, rạp hai tay dưới sàn, bước chân trước ra sau, đẩy hông ra sau, đau đó. Vươn người về trước, plank pose. Hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm. Hít vào, lồng ngực mở, vươn lên, động tác rắn hổ mang. Nhón mũi chân, đẩy lưng ra sau, đau đó trở lại. Đá chân trái lên trời, nhìn về trước và bước chân trái lên giữa hai tay. Hạ đầu gối sau, úp bàn chân sau dưới sàn. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người, mở lồng ngực về trước. Thở rạp hai tay dưới sàn, bước chân trước ra sau, động tác chỗ úp mặt. Vươn về trước, plank. Hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm. Nhìn về trước, mở lồng ngực, hít vào, nhìn lên, cobra. Nhón chân, đẩy ra sau, đào đó. Thở dài ra ở động tác đào đó. Rồi khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về trước. Bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thở dài ra. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên luôn. Thở ra, nhẹ nhàng chắp hai tay xuống trước lồng ngực. Vẫn đứng lên đầu thảm, hai tay mở rộng bên hông. Các ngón tay xòe rộng, giữ người đứng thẳng trong động tác trải núi. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp dài người về trước, hai tay bên chân. Hít vào, nhìn về trước, lưng song song,
thở ra rạp xuống sàn, bước chân phải ra sau. Lần này mình sẽ không hạ đầu gối chân phải xuống sàn nữa mà đạp thẳng chân ra sau, giữ cho đầu gối trước vuông góc, nhón các đầu ngón tay. Hai tay bạn đặt lên đầu gối phía trước, nhìn về trước. Bạn có thể giữ ở đây, hoặc là nếu được chắc thăng bằng thì bạn vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên, các ngón tay xòe rộng ra. Vươn cao các ngón tay, giãn dài lưng và hít thở đều. Rồi thở ra, đặt hai tay xuống trước đầu gối, rướn người về phía trước. Cố gắng giữ thẳng đầu gối sau ra, chống hai tay dưới sàn. Đưa chân trước ra sau, đẩy hông ra sau, đeo đó, vươn về trước, plank. Hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm dưới sàn. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn về trước. Nhón mũi chân, đẩy ra sau, đeo đó. Đá chân phải lên trời, bước dài chân phải lên giữa hai tay. Nhón các đầu ngón tay nhìn về phía trước. Cũng như hồi nãy, bạn có thể hạ đầu gối sau dưới sàn, hoặc là nâng đầu gối sau lên. Hai tay đặt lên đầu gối phía trước, đẩy thẳng lưng của bạn ra sau. Nếu cảm giác thăng bằng và cảm giác ổn định ở đây rồi, bạn mở ngang hai tay, rồi hít vào, vươn hai tay lên trời. Vẫn mở lồng ngực, nhìn thẳng về phía trước. Đầu gối sau thẳng, chân sau đạp thẳng ra. Chân trước vuông góc 90 độ, các ngón tay bạn xòe và kéo thẳng lên trời. Thở ra, hạ hai tay về trước đầu gối và rướn thẳng người về trước, giữ lưng và chân của bạn thẳng hàng nhau. Rồi nhẹ nhàng chống hai tay bạn về dưới thảm, bước chân trước ra sau, đẩy hông lên, động tác đao đó. Vươn dài người về trước, plank. Hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm dưới sàn. Chống hai bàn tay, ngẩng mặt, hít vào, nhìn lên. Nhón mũi chân, đẩy dài ra sau, động tác đao đó trở lại. Khuỵu hai đầu gối, nhìn về trước, bước hoặc là nhảy lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thở dài ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, giữ lưng song song, thở ra rạp xuống. Hít vào, vươn hai tay lên trời luôn, lồng ngực mở rướn lên. Và thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực. Một vòng nữa cho chân bên trái. Giữ người đứng thẳng trong động tác trái núi, hai tay xuôi theo thân. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, giãn người ra. Thở ra, rạp dài về trước, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song mặt đất. Thở ra, rạp dài xuống sàn, bước chân phải ra sau. Nhìn thẳng về phía trước, nhón các đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng hạ gót chân phải về bên trái. Đưa tay trái úp vào bên trong của bàn chân trái và lật tay phải, vươn tay phải lên trời, xòe các ngón tay phải rướn cao người lên. Những người ở tư thế này, cố gắng đạp gót chân sau vào dưới sàn và giữ cho đầu gối trước vuông góc. Ép vai và đầu gối của bạn vào nhau, tạo thành lực bẩy để vươn tay phải cao lên trời nhiều hơn. Hạ tay phải xuống sàn, đưa tay trái ra ngoài, nhón mũi chân sau, cảm giác được thăng bằng ở đây. Bạn vươn hai tay về phía trước, lật người và vươn thẳng lên trong động tác hai lần. Rướn cao người, xòe các ngón tay, rồi đổ rạp về trước, rút chân trước ra sau, đao đó. Vươn người về trước, plank. Hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm dưới sàn, úp chặt thân sau, hít vào mở lồng ngực, nhìn lên, cobra. Nhón mũi chân và đẩy thẳng ra sau, động tác đao đó. Đá chân phải của bạn cao lên trời, bước chân phải lên giữa hai tay, nhìn thẳng về phía trước. Hạ gót chân sau về bên phải, đưa tay phải chống vào bên trong bàn chân.
bẫy vai phải vào đầu gối và lệch tay trái vuông góc lên trời. Kéo dài tay trái lên. Lồng ngực bạn mở ngang ra, kéo cho hai vai của bạn xa nhau ra. Một nhịp thở nữa, hít sâu rướn lên và thở dài ra. Chống tay trái xuống dưới sàn, nhìn về trước, đưa tay phải ra ngoài, nhón mũi chân sau. Hít vào, vươn hai tay dài về phía trước và nâng hai tay lên trời luôn, rướn dài người lên. Bạn có thể hạ đầu gối sau dưới sàn hoặc là nâng đầu gối sau thẳng lên. Thở ra, rạp hai tay, bước chân trước ra sau, động tác đau đó, để dài người ra. Hít, vươn về trước, plank pose. Thở ra, đổ rạp xuống sàn, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm, úp thân sau, mở lồng ngực, cobra, nhón mũi chân và đẩy thẳng lưng, đau đó. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía trước, bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài người, thở dài ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra rạp người xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên luôn. Thở ra chắp hai tay, hạ xuống trước lồng ngực. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người lên. Thở ra, rạp dài về trước, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song với mặt đất. Thở ra, rạp xuống sàn. Bước chân trái của bạn ra sau, mũi chân trái chạm xuống sàn, đầu gối sau thẳng, nhìn về phía trước. Cố gắng nhón các đầu ngón tay và dồn lực lên hai chân. Đặt hai tay của bạn lên đầu gối, nhìn thẳng về phía trước. Lần này, hai tay của bạn sẽ chắp trước lồng ngực. Rồi dùng cùi chỏ của tay trái bẫy vào đầu gối bên phải và lật người nhìn hết về bên phải. Bạn có thể hạ đầu gối sau dưới sàn hoặc là nhón mũi chân sau và nâng đầu gối sau lên. Cách nào cũng được, tùy vào việc bạn có thể giữ được thăng bằng hay không. Hít đều, thở dài, cảm giác vai bạn bẫy và lồng ngực mở căng về bên phải. Từ từ xoay mặt nhìn về trước, hai tay chắp trước ngực rồi hạ xuống sàn. Rút chân trước ra sau, đẩy hông lên, đau đó. Vươn dài về trước, plank pose. Hạ đầu gối, bụng, ngực cầm dưới sàn. Hít vào, úp thân sau, ngẩng mặt nhìn lên, cobra. Nhón chân sau, đẩy người dài ra sau, đau đó. Chân trái lên trời, nhìn về trước, bước chân trái lên giữa hai tay, mình sẽ xoắn qua bên ngược lại. Hai tay bạn đặt lên đầu gối, đẩy lưng bạn xa ra, giữ cho lưng vuông góc, rồi chắp hai tay về trước lồng ngực. Xoay mặt hết về phía đầu gối bên trái, cùi chỏ tay phải, bẫy vào đầu gối bên trái và xoay mặt nhìn lên. Như hồi nãy, bạn có thể hạ đầu gối sau dưới sàn hoặc là nâng đầu gối sau lên khỏi sàn. Cố gắng mở rộng lồng ngực ra, xoắn vai cao và giữ cho cùi chỏ mở rộng ra. Nhịp thở sâu, hít đều và thở dài ra. Nhẹ nhàng nhìn về trước, hai tay chắp trước ngực, rồi chống hai tay xuống sàn. Bước chân trước ra sau, đẩy mông cao lên, đau đó, giãn dài người ra sau. Hít, vươn về trước, plank, đổ rạp xuống sàn, đầu gối, bụng, ngực, cằm. Ngẩng mặt nhìn lên, cobra. Từ vị trí cobra, bạn xoay mặt nhìn vào gót chân bên phải. Rồi xoay về trước, xoay mặt nhìn qua gót chân bên trái. Rồi xoay về trước trở lại. Lùi hai đầu gối của bạn, chống hai đầu gối xuống sàn, hai bàn tay chống về trước. Đầu gối vuông góc với mông, hai tay vuông góc với vai. Ép chặt mu bàn chân dưới sàn. Hít vào, bạn lật tay phải lên trời. Rồi nhẹ nhàng chui tay phải vào dưới vai trái. Hạ vai phải dưới sàn,
và vươn tay trái qua đầu, úp bàn tay trái dưới sàn. Cố gắng giữ vai phải nằm dưới sàn và tay trái vươn dài ra. Hai chân sau, đầu gối vẫn mở rộng ra bằng hông, mu bàn chân ép xuống dưới sàn. Giữ ở đây, nhắm mắt hít thở một vài nhịp. Kéo tay trái về gần khuôn mặt, chống bàn tay trái xuống dưới sàn, hít vào lật vai phải và vươn tay phải lên trời, rồi chống tay phải xuống hạng trở lại. Bạn có thể lắc nhẹ hai vai, lắc nhẹ hông. Nếu mà bạn mỏi hai cổ tay, bạn có thể lắc hai cổ tay. Mình đổi bên, chống tay phải và vươn tay trái cao lên trời, rồi chui vai trái vào dưới tay phải, nằm vai trái dưới sàn, rồi vươn tay phải dài qua đầu. Giữ và thư giãn ở đây. Một nhịp thở cuối cùng. Hít sâu và thở dài ra. Nhẹ nhàng kéo bàn tay phải của bạn về gần khuôn mặt, chống tay phải dưới sàn. Hít vào, lật người, vươn tay trái lên trời, mở lồng ngực lên, rồi từ từ chống tay trái xuống sàn. Lắc nhẹ hai vai, lắc nhẹ hai cùi chỏ nếu bạn cảm thấy mỏi. Nhẹ nhàng kéo hai đầu gối về trước và ngồi lên. Ngồi thẳng lưng lên giữa thảm. Hai tay bạn đặt lên đầu gối, mắt nhìn về trước. Nhẹ nhàng thẳng hai chân của bạn về trước. Hai chân của bạn mở rộng ra bằng hông. Gót chân chỉ xuống sàn, mũi chân chỉ vuông góc lên trời. Vắt chân phải qua chân trái, ép chặt bàn chân phải dưới sàn. Dùng hai tay kéo đầu gối sát vào lồng ngực và mở căng lồng ngực về phía trước. Cánh tay trái của bạn ôm vào đầu gối bên phải và đưa tay phải ra sau, chống các đầu ngón tay phải dưới sàn. Bạn bẩy căng lưng về phía sau, cố gắng giữ chân dưới sàn, mũi chân chống thẳng lên trời, gót chân đáp dưới sàn. Chống các đầu ngón tay phải xuống đất và bẩy lồng ngực ra sau, cố gắng mỗi nhịp hít vào, bạn rướn lên một chút xíu, và mỗi nhịp thở ra, bạn bẩy căng ra sau nhiều hơn. Rồi từ từ nhìn về phía trước, đưa hai tay qua bên trái và thả lỏng trán của bạn xuống. Chống hai tay và ngồi thẳng lên, mình đổi chân. Dùng chân trái vắt qua đầu gối bên phải. Bàn chân trái đạp chắc dưới sàn. Hai tay ôm lấy đầu gối, lắc lắc vai và rướn người ngồi thẳng lưng lên. Dùng tay phải ôm lấy đầu gối trái, xoay mặt hết về bên trái và vươn tay trái ra sau, chống các đầu ngón tay dưới sàn, bẩy lồng ngực về phía sau. Bàn chân dưới sàn dựng lên vuông góc. Bàn tay phía sau, các ngón tay chống xuống sàn, dùng lực bẩy để bẩy vai của mình ra sau nhiều hơn. Cố gắng cảm giác lực ép của cánh tay phải lên đầu gối. Nếu được, bạn xoay hết mặt nhìn về phía sau luôn. Từ từ xoay về phía trước, rồi đổ người qua bên phải, thả lỏng vai ra. Và quay về giữa thảm, hai chân thẳng về phía trước.
hạ hai cùi chỏ dưới sàn. Mình sẽ tập một vài động tác nâng chân cho cơ bụng. Hai cùi chỏ bạn chống dưới sàn, hai chân bạn khép lại. Hít vào, vươn hai chân vuông góc lên trời. Thở ra, chống hai chân xuống sàn, ngẩng lồng ngực lên. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống, đẩy lồng ngực. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hít lên. Thở ra, xuống. Hít lên. Thở ra, chống chân xuống. Từ từ thẳng hai chân bạn về phía trước và nằm dài ra thẳng luôn. Hai tay bạn úp xuôi theo thân. Hai đầu gối nâng lên, hai bàn chân chống vuông góc xuống sàn. Mình thấy có một điểm đó là mỗi khi tập động tác này, rất nhiều bạn hay cố gắng kéo cho gót chân của bạn sát vào mông. Nhưng mà như vậy là không cần thiết. Bạn có thể để chân xa ra một chút, nhưng đầu gối và gót chân của bạn vuông góc với nhau thì lực của bạn sẽ vững hơn. Giữ hai tay úp, hít vào bạn nâng hông lên, đan các ngón tay vào dưới lưng, ép chặt vai của bạn dưới sàn, đẩy cho lồng ngực của bạn căng về phía trước, chân bạn đạp vuông góc, nâng mông cao, giữ tư thế cây cầu. Cố gắng giữ hai bàn chân của bạn đạp dưới sàn, không nhấc gót chân hoặc không nhấc mũi chân lên. Hai bàn tay đan chặt, ép xuống thảm, lồng ngực mở về phía trước. Đầu gối chỉ vuông góc lên trời. Các đốt sống phía sau cổ của bạn được kéo dài ra. Nhẹ nhàng, thả lỏng hai tay rộng ra và hạ từng đốt sống xuống sàn. Sau khi thắt lưng của bạn nằm dưới sàn, ôm hai đầu gối vào lồng ngực, lắc nhẹ lưng qua phải qua trái, mềm thắt lưng ra. Tiếp theo là động tác Happy Baby. Bạn dùng hai ngón tay nắm lấy hai ngón chân cái, lắc lư lưng qua phải qua trái. Cố gắng ép thắt lưng và ép vai của bạn dưới sàn. Rồi đổ nghiêng hai gót chân và đầu gối về bên trái. Dùng tay trái ép đầu gối dưới sàn, xoay mặt về bên phải. Thả lỏng xoắn lưng ở đây. Quay về giữa thảm, đổ hai đầu gối về bên phải, dùng tay phải ép đầu gối của bạn xuống sàn và xoay mặt, xoay vai về bên trái. Cảm giác hơi xoắn ở phần thắt lưng. Cố gắng ép vai xuống sàn nhiều hơn. Quay về vị trí trung tâm. Nằm dài ra thảm trở lại, sau đó đan hai tay, ôm đầu gối phải và ép sát vào bụng. Hai cùi chỏ của bạn khuỵu, ép lưng xuống rồi từ từ nâng đầu gối, kéo cằm về phía trước. Và thở ra, nằm dài xuống sàn. Đổi bên, dùng hai tay ôm lấy đầu gối bên trái, ép chặt thắt lưng dưới sàn. Rồi cuộn cằm, kéo cằm lên. Nâng lồng ngực của bạn lên. Hai chân chỉ lên trời. Rồi thở ra, nằm dài người xuống sàn trở lại. Lắc nhẹ người, vươn hai tay qua quả đầu, đan các ngón tay và kéo giãn toàn thân ra. Từ mũi chân tới các đầu ngón tay là một đường thẳng rướn dài ra.
rồi thở ra. Thả lỏng hai tay xuôi theo thân, lắc lư toàn thân, tìm điểm nào mà bạn cảm thấy thả lỏng nhất. Nằm dài ra, hai tay của bạn đặt lên bụng. Mình sẽ tập hít thở bằng bụng một vài nhịp. Hít vào phình bụng lên, thở ra hóp bụng ép thắt lưng của bạn xuống sàn. Lặp lại, hít vào nâng bụng lên, thở ra hóp bụng thắt lưng ép xuống sàn. Lắc lắc lại toàn bộ thân, tìm một điểm mà toàn thân thả lỏng nhất. Hai gót chân đổ dài ra hai bên, hai đầu gối mềm ra, thắt lưng thả lỏng xuống, vai mềm nặng xuống sàn, hai cánh tay nặng ra, hai bàn tay xuôi theo thân, các ngón tay co mềm tự nhiên, các đốt sống phía sau cổ của bạn thả lỏng ra, đỉnh đầu thả lỏng và khuôn mặt thả lỏng ra luôn. Mắt nhắm, kiểm soát vào nhịp thở sâu và đều, hơi thở êm ra, toàn thân của bạn thả lỏng, nặng hết vào dưới sàn, và bạn mang ý thức thả lỏng cùng với toàn thân. Nhẹ nhàng hít sâu, rồi thở chậm, thở dài ra. Bạn cử động nhẹ lại các ngón tay, cử động nhẹ hai bàn chân, kéo hai đầu gối sát vào lồng ngực, ôm chặt hai đầu gối, ép thắt lưng dưới sàn, đổ nghiêng người về một bên và nhẹ nhàng chống tay
mũi thẳng lưng lên giữa thảm trở lại. Cố gắng vẫn nhắm mắt, ngồi trong tư thế thoải mái nhất, hai tay đặt lên đầu gối. Hít vào, bạn đưa lồng ngực về phía trước. Thở ra, kéo lồng ngực ra sau. Một nhịp nữa, hít vào, bạn đẩy hết lồng ngực về phía trước. Rồi thở ra, đưa lồng ngực về phía sau. Và quay về vị trí trung tâm. Chắp hai tay trước ngực. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Yogi Travel VN. Đừng quên bấm nút màu đỏ đăng ký ở bên dưới để cập nhật thông báo về các video mới nhất của mình nha.